đăng chiếc clip này lên. Hy vọng các bạn đừng có đuổi mình. Lần đầu tiên trong đời của mình đồng ý tổ chức một cái sinh nhật với hơn 800 ký hoa tươi và hàng trăm ký lá. Ban đầu dự định thôi, năm nào cũng như năm nấy mà, mua cái bánh kem thổi nến vậy là xong rồi, quay đi ngoảnh lại mà đã gần nửa cuộc đời người. Hôm nay coi như mình tự thưởng cho bản thân của mình, mà nói tự thưởng cũng không đúng nữa, kể ra chắc mấy bạn sẽ nói mình tính toán dữ lắm trời. Lâu lâu nằm suy nghĩ thì cũng tự trách, trời ơi người ta làm sinh nhật thấy ham không, quá trời sinh nhật người ta có hoa tươi rồi nữa kìa, người ta mời bạn mời bè từ nhỏ tới lớn không tổ chức cái sinh nhật. Đó là những câu nói mà mình hay thường nói chơi với mẹ của mình, mẹ cũng vui vẻ lắm nha. Thôi mệt quá đi, tiền không có ăn nữa đâu mà tổ chức sinh nhật. Ngày hôm nay con muốn nói với mẹ rằng con đã tự thưởng cho bản thân mình được, và nhân cơ hội này con muốn tất cả mọi người đều quay quần lại với nhau và thấy đó là một thành quả của con. Thì đó, mấy ngày nay chiếc clip của anh Simon Tứ chắc mọi người cũng đã coi rồi đúng không, gọi cho ổng không mà mình đã suy nghĩ 3 ngày 3 đêm luôn, tại vì người ta đã quá chuyên nghiệp rồi. Coi mấy cái lễ, mấy cái tiệc, mấy cái đám cưới của ổng làm không mà muốn qua có con mắt, trời đất ơi 100% là qua tươi không. Thôi kệ đi, chuyến này liều mình, nhưng cũng may mắn điện thoại cái cho giải góp em ơi. Thật sự ra nào giờ mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mọi người, công việc bán hàng, quay clip, sáng tạo nội dung, xử lý nhiều vấn đề, quay đi ngoảnh lại từ đó giờ chưa bao giờ hư một lần nào. Vậy thì thôi xin phép cho một lần này được hư đi, vậy là hai anh em nói chuyện với nhau cũng cả tiếng rồi, cuối cùng cũng chốt luôn buổi tiệc giống như ngày hôm nay. Bước vô làm rồi mới thấy được cái câu là tiền nào của đó, nói chuyện với mình cà gỡn vậy thôi chứ nói chuyện với nhân viên ha, trời ơi ông nghiêm lắm. Từ 10 giờ tối các bạn phải thực hiện cắm hoa cho tới 12 giờ trưa hôm sau, sau đó là giữ hoa tươi cho tới chiều cho đến khi kết thúc buổi lễ. Chắc mấy bạn coi tới đoạn này mới nói chà sinh nhật làm lớn với ông nội. Thật sự ra mình mời có 20 người thôi, có nghĩa là chỉ có 2 bàn, đó là những người mà mình cảm thấy thân thiết nhất. Hy vọng các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Ở ngoài kia cũng còn rất là nhiều nhà sáng tạo, những bạn mà cũng đang thực hiện nội dung giống như mình vậy đó, nhưng mà nào giờ mấy bạn không có mời mình, giờ mình mời lỡ nó kỳ quá nên thành ra thôi, chứ không phải là không thân, các bạn đừng nghĩ vậy. Thật sự lần đầu tiên làm mình muốn nó chỉnh chu hết mức, mình đã cho khắc tên từng chữ sắp xếp vị trí ghế ngồi, kể cả tấm khăn trải bàn mà mình cũng yêu cầu nhà hàng là ủi thẳng. Từng chiếc đĩa của các bạn cũng sẽ được điểm tên ký hiệu cho từng người, kể cả trợ lý của các bạn, và đương nhiên rồi người thân của mình cũng vậy. Hai đêm nay chưa có ngủ bởi vì nôn á, live stream layer xong rồi là bắt xe lên Sài Gòn liền. Qua đây mình cũng muốn cảm ơn tất cả những nhà sáng tạo nội dung trên TikTok và cả TikTok nữa, không có các bạn thì làm sao cho TikTok viral và làm sao cho thiện nhân có được như ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Simon Tứ nhiều nha. Tới khúc đó ông nói trời ơi em cảm ơn nhà hàng khách sạn Riverside nè, anh xin cho em 2-3 lần mới được cái chỗ này á. Tới bây giờ mình voi cái clip này mà mình cũng còn bàng hoàng, mình không nghĩ là nó chỉnh chu tới cái mức độ mà như vậy. Tất cả những cái vật dụng ở trong cái buổi tiệc của mình á đều được mua mới, trang trí mới toanh luôn. Những chiếc đèn pha lê này nè, anh nói giá của nó cũng cao lắm đó, nhưng mà cũng được mua mới luôn rồi gáp á mọi người. Có bạn nào không có thành quả của bách rau lên không? Tối nay tôi thích nữa quá. Đi lại bữa nay coi không mà mắc mê, chỉ được cắm hoa đồ nữa. Đăng clip này lên chắc bà má dưới quê bà nôn dữ.